Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18 tháng 8 vừa qua, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà trong ngõ 174 Châu Quỳ, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm cùng công an thị trấn Châu Quỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi khảo sát nhanh, do thấy khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho cháu. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa hai ngôi nhà. Đến 18 giờ cùng ngày, công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội cho biết, bé trai nặng khoảng 2,2 kg, có thể cho bé bị bỏ rơi khoảng một ngày. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.